Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Gia đình Việt Huy Cường TV. Thì hiện tại bây giờ là chiều 27 Tết, mình vừa về tới Vĩnh Long. Thì mình xin quay cái trung tâm thành phố Vĩnh Long để chuẩn bị Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Thì các bạn hãy cùng đi dạo quanh thành phố Vĩnh Long để xem coi không khí Tết như thế nào nhé. Rồi các bạn hãy cùng theo chân mình. Đường Nguyễn Huệ, một trong những con đường rất là rộng và đẹp của thành phố Vĩnh Long. Thì cách đây khoảng chục năm thì đây là con đường rộng duy nhất của thành phố Vĩnh Long. Nhưng mà bây giờ thì có một số con đường mới mở hơn, thì rộng hơn và đẹp hơn đường Nguyễn Huệ. Nhưng khi nhắc tên đường Nguyễn Huệ thì mọi người đều biết, tại vì ngày xưa là khi mà đi sang các tỉnh khác như đi về thành Cần Thơ hay là các tỉnh ở miền Tây thì đều đi ngang con đường Nguyễn Huệ này. Còn bây giờ thì có một tuyến đường tránh từ phía cầu Mỹ Thuận đi xuống Cần Thơ rồi, thì cái lưu lượng xe qua đường Nguyễn Huệ này đã giảm rồi. Nhưng mà đây vẫn là một con đường chính của thành phố Vĩnh Long, rất là đẹp. Thì năm nay là được trang trí bởi những cái bảng đèn LED đó, các bạn nhìn thấy bên tay trái đó. Vừa để trang trí, vừa để quảng cáo và một số cái thông tin về những cái sự kiện hay là cái dịp gì đó sắp diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long. Thì đây là trước mắt là cái này kêu là ngã ba Long Châu em ha, tên cũ là ngã ba Long Châu. Thì mọi người nếu mà ai ở Vĩnh Long thì đều biết ngã ba Long Châu. Thì đây mình tiếp tục đi vào trung tâm thành phố. Đây là đường Lê Thái Tổ. Đây đường Lê Thái Tổ ha, chiều 27 Tết Mậu Tuất 2018. Này có đi ngang nhà cái cô Lan ha em ạ. Nhà cô Lan ngay Ngọc Lan. Cô Ngọc Lan ngay dốc Hồ Lộ. Thì để đi đó quay chậm hơn cho cô nhìn lại nhà cũ của cô. Thì cô cũng là một khán giả trung thành của Gia đình Việt Huy Cường TV. Thì cô ở Vĩnh Long và mấy chục năm rồi cô chưa về để ăn Tết cùng với mọi người ở dưới quê. Thì đây là nhà cô, hôm trước cô nói là ở phía cầu lộ đó, đi đi qua phía cầu lộ một xíu. Thì đây là cầu lộ đây. Buổi chiều rất là đẹp, nhiệt độ bên ngoài khoảng 30 độ C thôi. Đây cầu lộ đây. Đấy, nhà cô Lan cũng ở cái khúc này đây. Đây cảnh, khung cảnh chiều 27 Tết, mọi người bắt đầu đi mua sắm Tết rất là rộn ràng. Hít hà, không khí Tết đấy. Luôn luôn là con đường này thì vào những cái dịp lễ hội hay dịp Tết thì rất là đông các xe cộ đi lại. Đây đường hoa là mình phải đi vòng xuống phía chợ em ha, chợ mới chạy lên đúng không? Đi dọc cái đường này. Đây trước mặt các bạn đây là giao lộ giữa đường Trưng Nữ Vương và đường đây đường 3 tháng 2 và đường Trưng Nữ Vương. Phía bên phải thì là trụ sở của ngân hàng Sacombank. Quá hoành tráng và người ta đang xây dựng cái tiếp theo, đó là trụ sở của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel kế bên luôn. Đây thì bây giờ mình sẽ đi về cái hướng chợ Vĩnh Long để đi ra cái bờ sông Tiền, công viên sông Tiền để có lễ hội hoa tại đó. Năm nào cũng thế thì lễ hội hoa được tổ chức tại công viên sông Tiền. (Cười)
chắc mình phải chạy xuống phía chợ mình mới quanh được quá ha. Em nhỉ, đây đã chạy lên cái phía, ui phía đấy xe ô tô đậu rất là nhiều luôn. Rồi để mình chạy về hướng chợ Vĩnh Long xong mình sẽ rẽ lên phía trên. Hay mình đi vòng cái chợ được không ta? Chợ có đi được không ta? Không, không, không sợ đâm xe đó. Ok. Xuống chợ mua trái cây đi. Mua luôn hả? Thôi để mình rẽ về đường Hưng Đạo Vương. Cái đường này giờ có cho còn được chạy xe không nữa. Hôm nay vẫn còn đi được chứ một vài hôm nữa là rất là đông xe. Thì mọi người sẽ đi ra đây để ngắm hoa và mua sắm chợ Tết. Thì sẽ cấm xe, hôm nay mình vẫn còn đi xe ô tô được. Thôi để đi xe máy đi. Hiểu không? Đây là trung tâm văn hóa của thành phố Vĩnh Long. Đây hai bên các sạp đã được mọc lên để bán trái cây và hoa. Đây, cô gọi nhìn thấy không? Những cái hoa Tết này 10.000. Không biết đâu. Để 10.000 khi nửa ký đấy. 1 ký ở đây bán 1 ký không? Nửa ký như đó. Rồi thì đây là mình sẽ chạy về cái hướng khách sạn Vĩnh Long. Đây cái không khí Tết của thành phố Vĩnh Long chiều 27 Tết nha các bạn. Rồi. Đây mình rẽ về phía bên tay phải là đi về phía cà phê Hoa Nắng đấy. Nếu ai mà phía chợ đi, nếu ai mà là người dân Vĩnh Long thì đều biết cái quán cà phê này. Đây là bến phà đi sang bên Cù Lao An Bình. Đây. Ồ đông người phà lên kìa. Ồ đông người quá. Đây thì quay cái phà đi. Hả? Quay phà. Phà đi mà. Đang tập bến, đang tập. Rồi ok thôi để mình quay xe lại nha. Chỗ này nó rộng nữa mình quay xe lại. Rồi mình quay tiếp. Buổi chiều thì hơi bị chói nắng các bạn. Chói nắng quá thì quay chắc sẽ không được đẹp đâu, các bạn thông cảm. Thì buổi chiều tà. Ôi màu sắc các bạn hơi khó. Không được đẹp. Thấy gì tôi không được. Không thấy được các bạn ơi. Ôi chắc này phải quay vào buổi. À vẫn còn được ok. Chắc quay buổi sáng sớm thì sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mình chỉ quay cái không khí. Không khí quay gần xong. Rồi để nhìn mọi người thấy cái không khí buổi chiều đi. Thì bình thường thì mua sắm hoa hay gì mọi người hay đi buổi chiều nó sẽ mát hơn. Bây giờ rất là mát. Ừ, bây giờ đang rất là mát thì mọi người đi xe mà đi bộ vậy thôi. Ừ. Đi xe đi bộ. Cũng chưa mua mà. Mà đi ngắm mà. Ừ. Ok để anh kiếm chỗ anh gửi xe. Ở chỗ có mắt á. Mắt thì đông quá. Chỗ bãi xe. Ok thôi đi một vòng đi. Một cái anh phát nó lên vai xong. Ok, qua nhìn thấy buổi chiều mọi người đi mua sắm khá là đông. Mình nghĩ là mình khó chạy qua được cái đoạn đó lắm. Để đêm đi nè. Đây, để mình đi tiếp. Ồ, bị trời nắng quá. Ồ, đang có lễ hội múa lân hả? Biết ta có thi đấu múa lân hay không? Ok, rồi để mình quay cái đường này là đáng lẽ là chỉ là đường một chiều thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mọi người chạy hơi bị loạn đấy. Ôi buổi chiều thì quay thua rồi nha. Mờ quá. Cái hướng này thì phải bắt buộc phải vậy thôi. Ra không nhìn rõ thấy gì cả. Chỉ là hoa ở hai bên nè. Mình cháu được nó đường một chiều để tí mình rẽ vào bên kia. Mình đi qua cầu xong rồi. Mình rẽ trái ngay dưới cầu. Đường dưới cầu có. Ngay dưới cầu này là cầu cầu gì đó, mọi người quên rồi. Đây là khu vực công viên sông Tiền luôn. Năm nay cái mốt Cuba Sài Gòn lan khắp mọi nơi nha. Từ già trẻ lớn bé ai cũng mặc quần áo Cuba Sài Gòn hết ha. Rồi ok, mình phía dưới chân cầu này thì mình rẽ trái lại. Mình xem có chỗ
Ui, 5 giờ rồi đây em. 5 giờ mới lát nè. Ok, để mình rẽ trái vào cái hướng này nha. Hướng Lê Văn Tám. Về đây thì nó lại rõ liền ha. Nắng nó rõ liền rồi, nó xuôi nắng thì hồi nãy nó bị mờ quá. Ok, để mình chạy qua một cái con đường phía có mắt nha. Đây mình phía có mắt thì mình phải đi qua hướng này. Rồi ok, để mình chạy qua hướng này. Đường Nguyễn Thị Út. Đây trong này cũng rất là nhiều hoa. Đây thì mọi người bắt đầu đi ngắm hoa và chụp ảnh rất là nhiều. Đây các bạn nhìn thấy không, hoa đẹp chứ. Đấy, các cô cầm bông hoa đi chụp ảnh. Không biết tìm được chỗ gửi xe không hay là chỉ đậu ở trên đường thôi. Chỗ đậu trên đường trước nè. Ok. Rồi để mình rẽ về cái hướng này xem đầu xe hướng nào được ta. Hướng này đi nha. Ở phía này có đậu xe được không nhưng mà thường thì mình có thể đậu được ở đây, nhưng mà bây giờ người ta bán bán hoa kiển nhiều quá. Rồi để mình đậu phía trên này đi, phía trên này đi, xong mình ở đây nè. Trên hết chỗ rồi, trên này là chỗ xe đỏ đấy. Ok, còn có công an rồi. Rồi để mình xem ở chỗ nào nha các bạn. Kiếp cho đậu xe cái. Ok, thôi bây giờ để nếu có quay được, nếu có quay được thì mình cũng mình quay được lễ hội hoa thì mình xin gửi đến cho quý anh chị các bạn nha. Ok thôi, xin chào tạm biệt quý anh chị các bạn ở đây. Hẹn gặp lại trong những video clip sau.